đỏ mắt với ba con giáp được thần tài sướng tên trúng quả đậm trong nửa cuối tháng 4 năm 2020 âm lịch. Xin được chào đón quý anh chị và các bạn, chúng ta lại quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, chúc quý anh chị thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, nhờ được thần tài chấm số đỏ nên ba con giáp giàu có này sẽ có được cái sự nghiệp hanh thông, công thành danh toại, giàu sau một đêm trong nửa cuối tháng 4 năm 2020 âm lịch này. Nửa đầu tháng vất vả, gian khó bao nhiêu thì nửa cuối tháng 4 năm 2020 âm lịch thì những con giáp giàu có này sẽ càng sung túc, đầy đủ, phú quý, phát tài bấy nhiêu. Và sau đây xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với bốn con giáp này. Con giáp thứ nhất đấy là tuổi Mùi, là con giáp khéo léo trong đối nhân xử thế, biết cách kết giao nên Mùi có mối quan hệ rộng, đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ. Trong công việc, họ là người dám nghĩ, dám làm, dấn thân và không sợ khổ nên cấp trên trọng dụng, sớm thăng tiến trong sự nghiệp. Trong nửa cuối tháng 4 năm 2020 âm lịch, nhờ có thần tài theo chân, cát tinh chiếu mệnh, Mùi sẽ trở thành con giáp giàu có ngút trời. Họ may mắn đến mức có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt. Và con giáp thứ hai đấy là con giáp tuổi Hợi. Công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên của tuổi Hợi đều vượng trong tháng 4 năm 2020 âm lịch này. Tuy nhiên, phải chờ đến nửa cuối tháng thì may mắn mới thực sự mỉm cười với con giáp giàu sang này. Cứ bước chân ra đường là lộc lá chui vào túi, về nhà có bề trên nâng đỡ, Hợi vừa kiếm được nhiều tiền lại hạnh phúc ngất ngây. Mọi khúc mắc trong chuyện tình cảm giữa Hợi và một nửa sẽ được giải quyết êm đẹp. Cả hai sẽ lại yêu đương mặn nồng như chưa hề có rạn nứt nào trong chuyện tình cảm. Nếu đang độc thân thì đây chính là cái thời điểm Hợi gặp được chân ái đời mình. Bạn đừng quá nhút nhát mà đánh mất cơ hội làm quen với đối phương. Và con giáp thứ ba đấy là tuổi Dần. Những khó khăn, áp lực trong công việc sẽ ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn ập xuống đầu người tuổi Dần. Làm một hướng mười, làm chơi hướng thật, cứ thế mà giàu sụ chính là lá số tử vi trời đã an bài cho tuổi Dần trong nửa cuối tháng 4 năm 2020 âm lịch này. Thế nên, thay vì mệt mỏi với những gì đã phải chịu đựng u uất không yên, Dần hãy phấn chấn tinh thần để chuẩn bị đón cơn mưa tài lộc ùa vào nhà. Càng mạnh mẽ, ngoan cường, bạn càng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi. Vâng, quý anh chị thân mến, trên đây đấy chính là ba con giáp được thần tài sướng tên trúng quả đậm trong nửa cuối tháng 4 năm 2020 âm lịch này. Và qua video này thì quý anh chị cũng đã biết được đó là những con giáp nào và mình có nằm trong số những con giáp này hay không. Và xin được chúc mừng các bạn và chúc các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý anh chị thân mến, tuy nhiên thì những cái thông tin này cũng mang cái tính chất là tham khảo, chiêm nghiệm. Không phải ai cũng thành công và trở nên giàu có, công thành danh toại chỉ nhờ vào bản mệnh của mình. Cái quá trình nỗ lực, kiên trì, phấn đấu, nắm bắt cơ hội mới quyết định được việc con giáp này là có đổi đời được hay không. Mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những cái kiến thức bổ ích, giúp cho quý anh chị đón lành, tránh dữ trong cuộc sống. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về tuổi của mình thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại quý vị trong cái thời gian sớm nhất. Nếu quý anh chị là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được gửi lời chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.